chào các bạn, chào mừng. Và ở lần trước thì mình đã lắp một bộ Lego khá là to với hơn 600 chi tiết. Chi tiết thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Và nếu mọi người quan tâm thì có thể ấn like, subscribe và ấn cái chuông ở bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhất nhé. Và hôm nay thì mình đã mang đến cho các bạn một bộ đồ chơi mới. Bộ đồ chơi này thì thú vị hơn rất nhiều so với bộ lần trước. Bộ lần trước thì mình chỉ có thể lắp được động cơ và chạy được thôi. Với bộ này thì mình còn có thể sử dụng năng lượng mặt trời và nó có thể bay được nữa. Ngày nay thì chúng ta đang chuyển sang sử dụng những loại năng lượng có thể tái tạo được, giúp bảo vệ môi trường. Còn với những loại năng lượng không thể tái tạo giống như là than đá, khí đốt thì nếu tiếp tục sử dụng trong vài nghìn năm nữa thì có thể dẫn đến cạn kiệt. Nên con người đã nghĩ ra cách để sử dụng những cái loại năng lượng có thể tái tạo giống như là năng lượng gió, nước, năng lượng mặt trời. Và mình thấy là cái bộ đồ chơi được chạy bằng năng lượng mặt trời này thì vừa là một giải pháp giáo dục và đồng thời cũng là một cách để bảo vệ môi trường nữa. Rất là thú vị và đáng để mua đúng không các bạn? Đây là bộ đồ chơi Lego kỹ sư cơ khí chạy bằng năng lượng mặt trời với hơn 500 chi tiết. Như các bạn có thể thấy ở đây thì vẫn giống như là bộ Lego cũ, vẫn còn những hình minh họa ở phía mặt trước. Bên này là chiếc cối xay gió, đây là máy bay, phía bên dưới là chiếc trực thăng. Ở góc bên này thì là cách người ta hướng dẫn mình để có thể nạp năng lượng cho bộ đồ chơi này. Ở đằng sau thì là bảng tổng hợp các chi tiết có trong bộ đồ chơi này. Trong bộ đồ chơi này thì có tất cả 6 loại khung. Ở đây là khung có lỗ xen kẽ, khung hình thang, khung hình vuông, khung hình chữ nhật nhỏ, khung hình chữ nhật rộng và khung hình chữ nhật dài. Ngoài ra thì còn có hai cái động cơ. Phía bên này là đủ các thanh với các hình dạng khác nhau và độ dài khác nhau. Đây là thanh 2 lỗ, thanh 3 lỗ, thanh chữ T, thanh chữ V, thanh chữ L, vân vân. Phía bên này thì là 3 loại bánh xe đi kèm với cả 3 loại lốp xe tương ứng. Đây là cục chuyển đổi. Ở đây thì là các loại chốt với đủ các hình dạng khác nhau. Phía bên trên này thì là 11 loại trục. Và phía bên trên này thì ngoài ra còn có thanh chữ U và thanh hình tam giác, cùng với 5 loại bánh răng khác nhưng dài hơn. Và đặc biệt thì mình còn có hai cái cánh quạt cùng với hai cục pin năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng chính để khiến cho bộ đồ chơi của chúng ta thể di chuyển được. Mình sẽ cùng đọc hộp và review về bộ đồ chơi này nhé. Bên trong bộ đồ chơi này thì cũng có một tờ hình minh họa các cái chi tiết. Ở đây thì là một vài cái tip nhỏ của hãng. Đây là chiếc khay để đựng các chi tiết. Trong này thì là một quyển sách hướng dẫn cũng giống như bộ trước. Ở đây thì nó hướng dẫn mình cách để lắp 8 loại mô hình có thể lắp được thông qua bộ đồ chơi này. Ngoài ra thì còn có hai quyển truyện. Thì bên trong này thì là các gói đựng chi tiết Lego. Và bây giờ thì mình sẽ bóc ra cho các bạn xem. Như các bạn thấy ở dưới đây thì mình đã bóc ra 500 chi tiết có trong bộ đồ chơi này. Tông màu chủ đạo của bộ đồ chơi này là màu xanh và vàng, là những màu sắc mà trẻ em rất ưa thích. Như các bạn có thể thấy ở đây, bộ đồ chơi này được làm bằng nhựa ABS rất chắc chắn và có độ bền cao. Phía bên này là các thanh 15, 13, 11 và các bộ khung. Ở đây là thanh chữ L này, thanh tam giác. Đây là các trục nối, các loại dây xích, bánh xe, lốp xe. Và đặc biệt, ở đây là một chiếc pin năng lượng mặt trời, là nguồn năng lượng duy nhất để khiến cho thiết bị đồ chơi này có thể chạy được. Vậy là mình vừa mới đọc hộp và review cho các bạn xong về cái sản phẩm đồ chơi Lego kỹ sư cơ khí chạy bằng pin năng lượng mặt trời này. Và đừng quên là mình có thể lắp được rất nhiều mô hình thì với bộ đồ chơi này, cũng như là có thể lắp được những mô hình chỉ có trong trí tưởng tượng của mình nữa. Và nếu mọi người muốn xem mình lắp cũng như là chơi thử bộ đồ chơi này thì các bạn hãy đón chờ những video tiếp theo nhé. Link chi tiết mua hàng thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Video đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye!